hello cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp gấp ha nè, phục giữa đứng. Lâu rồi thì mới về được một con phục giữa lại ha. Hai hôm trước thì có hai con đùm năng lượng ha anh em. Nay tiễn thì được một con phục giữa, dáng xe cực đẹp. Nếu anh em nào có chơi thì mình sẽ biết cái thiết kế này nó giống với con bé ton đó nè. Con bé ton sneaker ha. Con này thì xài 6 lít ha anh em. Xe này cũng khá là đẹp. Đặc biệt cái là cái màu của nó phối cực kỳ độc ha anh em. Nó phối cái yên sau với lại cái phuộc với lại dây đè dây thắng á, là nó cùng tông màu. Sườn với lại vành thì cùng tông màu, cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Cái đó là theo cảm nhận của mình nha. Đó, anh em thấy nhìn kỹ không? Đó, rất là đậm. Đây, cái phuộc của nó nè anh em. Đó. Đây là một con xe gấp nội địa Nhật nha. Đây. Đó, cái tem nội địa thì nằm bên kia, tí xíu mình quay cho anh em nha. Đó. Đây. Đây. Con này thì bánh 20 inch ha anh em, vành nhôm, xe thép ha. Màu sơn này quá đẹp anh em. Đây. Xe gấp này thì người lớn đi vẫn được bình thường nha, đừng nghĩ là em bé đi nha. Xe gấp này là thiết kế là để gấp ô tô cho đa dạng loại người ha. Bây giờ anh em thấy cái cây yên của nó cao nè, tức nghĩa là mình tăng đưa lên xuống để mình đi luôn ấy. Đầu nhôm ha, vành nhôm. Đây, tem nội địa nè anh em. Một dĩa 6 lít nè, Shimano ship nè. Đó, khá là đẹp. Đây. Đây. Bột nó giống là đang coi kỹ nha. Mấy con xe phục giữa trước chính giữa này mình đi ngon lắm, tức nghĩa là nó không có cảm giác nó tưng nhưng mà nó đàn hồi ha. Thì mình đi ví dụ như nó có vướng ổ gà hay vướng đá gì đó thì nó cũng giảm lại bớt hết ha. Và đặc biệt con xe này cứng cáp ha, cứng cáp lắm luôn. Rồi là mình đúng cái cảm giác của mình êm. 20 inch. Rồi ok, anh em nào chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 0898831234 ha. Xe đạp chúng ta xin chào.